Chiều ngày 2 tháng 2, nguồn tin BLO cho biết, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt thành công nghi can dùng vật nghi súng và lựu đạn đe dọa khi bị công an kiểm tra hành chính tại đường Lý Thái Tổ vào chiều ngày 30 tháng 1. Qua xác minh, người này tên Trần Duy Chinh, sinh năm 1971, thường trú tỉnh Nam Định, hiện tạm trú tại phường 9, quận 10. Chinh là đối tượng hình sự của công an tỉnh Nam Định có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Chinh, cơ quan công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế. Từ khi xảy ra vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng đã tẩu thoát theo hướng Đồng Nai nên chia ra nhiều mũi trinh sát truy tìm. Đến chiều ngày 2 tháng 2, công an xác định Chinh đang có mặt tại địa bàn xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai. Do đối tượng manh động có súng và nghi có lựu đạn nên công an đã bố trí vòng vây, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận bắt và đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng theo nguồn tin này, khi công an bố trí vòng vây thì đối tượng đã lên nhờ xe của trinh sát để di chuyển. Khi đến gần trụ sở công an xã, trinh sát đã tấp xe vào thì đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, trinh sát bị Chinh dùng súng bắn chống trả. Sau đó, đối tượng này đã lấy một chiếc xe máy tẩu thoát và chạy với tốc độ cao dưới sự truy đuổi của công an. Chạy được một đoạn thì Chinh té ngã và bị bắt. Khám xét nhanh trên người Chinh có một khẩu súng K-59, một lựu đạn và nhiều viên đạn. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 30 tháng 1, nhận được nguồn tin của quần chúng về đối tượng nghi mua bán trái phép chất ma túy tại trước nhà số 289 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Công an phường 9 đã cử tổ công tác xuống hiện trường. Khi đến trước căn nhà trên, tổ công tác phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn như người dân cung cấp nên đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đối tượng không chấp hành và bất ngờ móc một vật màu đen trong người ra, hình dạng giống khẩu súng ngắn đe dọa. Tuy nhiên, do nhận định khả năng đối tượng đã chạy vào nhà số 289 xuyệt 1 Lý Thái Tổ để cố thủ, nên tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy công an quận huy động lực lượng phong tỏa xung quanh và giải tán người hiếu kỳ tụ tập. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực đến tận hơn 3 giờ sáng ngày 31 tháng 1 để phục vụ công tác truy tìm đối tượng làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng đã tẩu thoát. Sau 3 ngày ráo riết truy bắt, đến đây công an đã bắt được trên. Đăng ký ngay kênh YouTube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.